Lễ hội khinh khí cầu năm 2024 có sự tham gia của hơn 30 phi công đến từ câu lạc bộ khinh khí cầu Việt Nam. Theo Công ty Cổ phần Đầu tư Xuất nhập khẩu Thương mại Dịch vụ Sài Gòn Chiến thắng, đơn vị tổ chức hoạt động bay khinh khí cầu. Hoạt động bay bao gồm 2 quả khinh khí cầu cấp 7 và 10 quả bay treo khinh khí cầu mini AX-11. Buổi sáng bay treo từ 90 đến 120 phút. Thời lượng bay treo lên xuống từ 4 đến 5 phút, mỗi lần chở được từ 3 đến 4 người lớn hoặc 6 đến 7 trẻ em tùy thể trọng. Bay treo thường thực hiện vào buổi sáng trong khoảng từ 6 giờ 30 đến 10 giờ và buổi chiều tối từ 15 giờ trở đi, nếu thời tiết thuận lợi. Đây là lần đầu tiên biểu diễn khinh khí cầu được tổ chức tại thành phố Long Xuyên, nhưng là lần thứ 2 tại tỉnh An Giang sau Chi Tôn. Tại buổi lễ, các đại biểu gắn nơ hoa và khinh khí cầu nhằm gửi gắm vào đó những lời chúc tốt đẹp. Những khinh khí cầu đầy màu sắc, lung linh trên bầu trời, tượng trưng cho một thành phố năng động, hướng đến văn minh, thông minh và hiện đại. Gửi gắm lòng tin đảng bộ, chính quyền thành phố Long Xuyên luôn sáng tạo, nỗ lực chinh phục mọi thử thách, mong muốn vươn xa và phát triển không ngừng.